Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Hết phá MU, Maguire lại khiến đội tuyển Anh méo mặt. Bruno Fernandes thất vọng với MU, mất niềm tin về Solskjaer. MU nhắm hai trung vệ La Liga, quyết tâm thay máu hàng thủ. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU nhắm hai trung vệ tại La Liga, quyết tâm thay máu hàng thủ. Hàng thủ đang trở thành vấn đề lớn nhất của Manchester United vào mùa giải năm nay. Do đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang tìm mọi cách để có được những sự bổ sung chất lượng. Thị trường chuyển nhượng hè 2020 tại Anh đã khép lại. Tuy nhiên, MU không hề mua thêm trung vệ bất chấp những lo ngại về phong độ phập phù của những Lindelof hay Maguire. Và rồi, quỷ đỏ thành Manchester đã phải trả cái giá rất đắt khi hai cái tên kể trên mắc quá nhiều sai lầm kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Solskjaer sẽ không thể kịp có sự thay đổi về hàng thủ vào lúc này. Tuy nhiên, ông vẫn sớm lên kế hoạch để đem về một số cái tên chất lượng vào thị trường chuyển nhượng mùa đông diễn ra vào tháng 1 năm sau. Theo ESPN, Pau Torres và Jules Koundé là hai cầu thủ đang được chiến lược gia người Na Uy chú ý đến. Trong đó, Pau Torres đã từng được chú ý ngay trong thị trường chuyển nhượng hè đã qua. Pau Torres đang trưởng thành rất nhanh chóng trong màu áo Villarreal. Trong khi đó, Jules Koundé vừa trải qua một mùa giải đầy thành công khi cùng Sevilla lên ngôi tại cúp C2. Cả hai đều ở độ tuổi từ 23 trở xuống và sẽ là những phương án có thể sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, MU sẽ cần thanh lý một số cầu thủ phòng ngự đã không còn nhiều giá trị sử dụng. Trong đó, Phil Jones và Marco Rojo chính là hai cái tên cần sớm rời khỏi sân Old Trafford nhất. Ngoài ra, trường hợp của Eric Bailly cũng có thể cân nhắc khi trung vệ người bờ biển Nga gặp quá nhiều chấn thương. Ansel Tonzebe đã sẵn sàng trở lại thi đấu, nhưng cũng như Bailly, việc không được ra sân thường xuyên khiến anh không dễ gì nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Trước đây, MU đã từng liên tục theo đuổi Koulibaly của Napoli. Nhưng việc đội bóng thành Naples hét giá quá cao cộng ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho mọi thứ đi vào bế tắc. Bản thân chủ tịch của MU, Edward cũng dần tỏ ra keo kẹt hơn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Việc chi tiền để có những bom tấn như Maguire hay Pogba trước đây gần như là điều sẽ bị người đàn ông này gạch đi. Bruno Fernandes thất vọng với MU, mất niềm tin về Solskjaer. Theo báo chí Anh, Bruno Fernandes không hài lòng với cách thức chuyển nhượng của ban lãnh đạo Man United ở mùa hè năm 2020 và không còn tin huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có đủ khả năng để chèo lái câu lạc bộ. Nhà báo Duncan Caslet chia sẻ, mặc dù Man United mua về 4 tân binh ở ngày cuối chuyển nhượng hè 2020, bao gồm hai cái tên đáng chú ý là Alex Telles và Edinson Cavani, nhưng Fernandes lại chẳng cảm thấy ấn tượng. Lý do đến từ việc Man United làm việc quá chậm chạp và để hầu hết các mục tiêu cần thiết chuyển đến các đối thủ hoặc chọn ở lại câu lạc bộ chủ quản. Đáng chú ý nhất là việc Man United dù theo đuổi Jadon Sancho của Dortmund từ lâu nhưng không thành công do chưa chấp nhận chi 108 triệu bảng như phía đối tác yêu cầu. Hay như trường hợp của cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele cuối cùng vẫn ở lại Barcelona dù tưởng chừng đã rất gần Old Trafford. Không chỉ thế, Caslet còn tiết lộ, Fernandes đã rất tức giận khi Man United để thua tới 1-6 trước các vị khách Tottenham. Caslet nói rằng Fernandes cảm thấy quỷ đỏ không nên thua toàn diện trên sân nhà theo cách như thế. Nhà báo này cũng phân tích việc Fernandes không thể tỏa sáng như kỳ vọng kể từ khi mùa giải 2020-21 khởi tranh đến từ việc chuyển nhượng sai lầm của ban lãnh đạo, đặc biệt là từ phó chủ tịch Edward. Quan trọng hơn, Caslet cho biết Fernandes nghĩ rằng Solskjaer không đủ uy tín và bản lĩnh để thay đổi phong độ của MU. Tôi được nghe từ một nguồn thông tin rất thân cận với các cầu thủ, đó là việc Fernandes và nhiều trụ cột khác nhau cùng có chung suy nghĩ về huấn luyện viên Solskjaer. Họ cảm thấy thầy Solskjaer không đủ tầm để dẫn dắt câu lạc bộ này. Solskjaer cũng chẳng có cái uy để thúc đẩy các cầu thủ tiến lên phía trước. Trên hết, tôi hiểu Fernandes rất tức giận với câu lạc bộ vì những gì họ đã làm trong mùa hè. Nó không phù hợp với mong đợi của anh ta về những thứ mà Fernandes từng nghĩ khi đến câu lạc bộ này. Hết phá MU, Maguire lại khiến đội tuyển Anh méo mặt. Không lâu sau khi mắc tới 3 sai lầm khiến Man United thảm bại 1-6 dưới tay Tottenham ngay trên sân nhà ở vòng 4 Premier League, trung vệ Harry Maguire lại sắm vai tội đồ khi phải nhận thẻ đỏ rất vô duyên khi khoác áo đội tuyển Anh. Do phải đá nhiều người, rốt cục đội tuyển Anh đã để thua Đan Mạch 0-1 ở UEFA Nations League. Ở trận đấu nói trên giữa Anh và Đan Mạch, Maguire đã phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Kasper Dolbeck ở ngay phút thứ 5. Đáng ra, anh cần phải thi đấu cẩn trọng hơn khi đã bị trọng tài cảnh báo. Tuy nhiên, đến phút 30, cầu thủ trị giá tới 80 triệu bảng này dường như lại quên mất điều đó. Anh có pha vào bóng cực kỳ thô bạo vào thẳng mắt cá Dolbeck, khiến ông vua áo đen không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ đỏ. Phải chơi thiếu người trong suốt 1 giờ thi đấu còn lại, không ngạc nhiên khi đội tuyển Anh phải nhận bàn thua
sau cú đá 11m thành công của Eriksen ở phút 35. Đáng chú ý, đây mới là thất bại đầu tiên của Tam Sư trong 8 trận đấu gần nhất. Bình luận về pha xử lý bóng đáng trách của hậu vệ đắt giá nhất thế giới, cựu danh thủ bóng đá Anh là Jamie Redknapp cho hay: "Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Maguire. Những gì vừa xảy ra rất dễ khiến cậu ấy bị dư luận xé ra từng mảnh. Maguire đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn trong sự nghiệp. Tôi nghĩ Maguire rất thiếu tự tin. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tôi nghĩ bây giờ sự tự tin của Maguire đang ở mức thấp nhất. Đó là điều không thể chấp nhận ở cầu thủ có vinh dự được mang băng đội trưởng MU. Tôi vẫn nghe nhiều người nói những điều tốt đẹp về Maguire. Tuy nhiên, cậu ấy đang mắc phải vô số sai lầm dù cách đây 2 năm chẳng mấy khi tôi thấy chuyện đó xảy ra. Có cảm giác tâm trạng của Maguire đang rất rối bời. Nếu có đủ bản lĩnh thì cậu ấy phải biết làm thế nào để kiểm soát mọi chuyện." Bruno Fernandes nhận đèn xanh sau vụ Ronaldo dính Covid-19. Tiền vệ Bruno Fernandes đứng trước nguy cơ vắng mặt đến 4 trận tại Premier League bởi ở đợt tập trung lên tuyển tham dự vòng bảng UEFA Nations League vừa rồi, người đồng đội của anh Cristiano Ronaldo đã có kết quả dương tính Covid-19. Trước tình hình này, một số nguồn tin cho rằng cựu tiền vệ Sporting sẽ phải tự cách ly tại nhà 14 ngày trước khi trở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên, ấn phẩm Telegraph lại khẳng định rằng Fernandes vẫn sẽ có mặt trong chuyến làm khách của Manchester United đến sân Newcastle United vào cuối tuần. Nhật báo trên tiết lộ rằng tiền vệ tấn công người Bồ Đào Nha không tiếp xúc quá gần với Ronaldo. Vì vậy, anh hoàn toàn có thể đảm bảo khả năng ra sân bất chấp việc siêu sao 35 tuổi mắc bệnh. Đây sẽ là thông tin cực kỳ tích cực dành cho MU, bởi lẽ ở màn đối đầu sắp tới, họ đã nhận tổn thất rất lớn về mặt nhân sự khi bộ đôi tiền đạo Anthony Martial và Edinson Cavani đều vắng mặt. Được biết, Martial phải lĩnh án treo giò sau hành vi đánh nguội đối với Eric Lamela ở vòng đấu trước đó, còn tân binh Cavani vẫn trong thời gian cách ly. Quỷ đỏ đang trải qua giai đoạn đầu mùa tồi tệ. Họ chỉ mới giành vỏn vẹn 3 điểm sau 3 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò buộc phải giành chiến thắng trước Chích Chòe để thoát khỏi cơn khủng hoảng, đồng thời lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Solskjaer và 3 tuần sống còn tại Man United. Sau những ngày nghỉ ngắn hạn vừa qua, Solskjaer cùng các học trò đang chuẩn bị bước vào giai đoạn căng sức và có thể coi là rất quan trọng, liên quan tới tương lai của vị thuyền trưởng 47 tuổi. Giống như tất cả các đội bóng Anh tham dự các cúp châu Âu mùa này, đội bóng của Solskjaer sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế và thi đấu 7 trận trên mọi đấu trường trong 3 tuần, bắt đầu từ cuối tuần này. Một lịch trình dày đặc như vậy có lẽ là chuyện thường xuyên xảy ra và các đội bóng hoàn toàn có thể thích nghi được. Tuy nhiên, với Man United ở thời điểm này, đó là vấn đề không hề đơn giản và huấn luyện viên Solskjaer chắc chắn sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự ra sân. Không quá khi nói rằng, chiến lược gia người Na Uy đang bước vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Hành trình gian nan của thầy trò huấn luyện viên Solskjaer sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách tới sân Stadium Park của Newcastle, đội bóng đang có được sự khởi đầu vô cùng ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Steve Bruce, huyền thoại một thời của Man United, một đội trưởng mẫu mực của Quỷ Đỏ, các cầu thủ Newcastle đang có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa sau 4 trận đã đấu, vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng. Sau chuyến đi tới vùng đông bắc nước Anh, Man United sẽ tiến quân ra sân chơi Champions League, giải đấu mà họ vắng mặt mùa trước. Đối thủ của MU là PSG, đội bóng mà huấn luyện viên Solskjaer từng có kỷ niệm rất đẹp trong những ngày mới nhận chức bằng việc ngược dòng thần kỳ vượt qua đối thủ để giành vé vào tứ kết. Kết thúc 2 chuyến làm khách, Man United có một tuần khá thoải mái khi được trở về Old Trafford. Tuy nhiên, nhà hát của những giấc mơ lúc này không còn điểm tựa vững chắc khi họ toàn thua 2 trận đã đấu mùa này. Bởi thế, 3 trận sân nhà tới đây cũng hứa hẹn rất nhiều khó khăn dành cho huấn luyện viên Solskjaer và các học trò. Đầu tiên là Chelsea, đội bóng mà Man United toàn thắng cả 2 trận mùa trước ở ngoại hạng Anh, nhưng lại để thua ở FA Cup. Tiếp nối Chelsea là RB Leipzig, hiện tượng của Champions League mùa giải trước. Lúc này, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga và đội bóng nước Đức sẽ là thử thách không hề đơn giản với Quỷ Đỏ thành Manchester. Những ngày tháng gian nan vẫn chưa thôi buông tha Solskjaer, bởi sau RB Leipzig là Arsenal. Pháo thủ thành London đang thi đấu tiến bộ từng ngày dưới thời của huấn luyện viên Mikel Arteta và chắc chắn màn so tài đỉnh cao này sẽ mang đến vô vàn khó khăn dành cho Man United dù họ được chơi tại tổ ấm của mình. Tiếp đó, Solskjaer sẽ cùng các học trò hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ để chạm trán Istanbul BB, thế lực mới của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là đội bóng tập hợp nhiều ngôi sao từng chinh chiến tại ngoại hạng Anh như Dembaba, Nacer Chali, Martin Skell và Rafael da Silva. Kinh nghiệm của họ có thể sẽ giúp Istanbul BB thêm phần tự tin để tiếp đón MU.
Cuối cùng, nếu Son Sa còn tại vị sau giai đoạn lịch thi đấu căng thẳng của Man United, chiến lược gia người Na Uy sẽ đưa đội bóng của mình tới vùng Merseyside để đối đầu với Everton. Đội bóng đang thi đấu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại. 3 tuần tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Man United, ảnh hưởng lớn đến tham vọng của đội bóng ở mùa giải này. Với Son Sa, đó cũng được xem là quãng thời gian quyết định số phận của ông tại sân Old Trafford. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!